Anh Nguyễn Văn Sáng sinh sống ở Chí Linh, Hải Dương. Anh đăng ký tìm mẹ và em cùng gia đình. Sau đó thì anh đi lao động ở Angola. 3 năm thì anh không có tiền về nước. Sau khi anh đi 2 tháng thì chúng tôi đã kết nối được, tìm được một gia đình có thể là ruột thịt của anh. Nhưng mà không có cách nào để liên hệ với anh để mà xác minh thông tin lần cuối cùng cả. Vợ anh nói rằng là anh lao động ở trong rừng và nói chung sóng rất là yếu, cho nên chúng tôi phải chờ anh về. Thế là chúng tôi đã chờ đợi suốt 3 năm nay. Và bây giờ anh đang ở đây. Và cũng chỉ nửa tháng nữa thôi là anh lại ra nước ngoài lao động tiếp. Vậy thì chúng ta buộc phải khớp nối thông tin bây giờ thôi. Chúng ta sẽ thử xem đây có phải chính là gia đình chúng tôi đã tìm được đúng gia đình anh chưa nhé. Anh cho biết là anh đã lạc mẹ và em như thế nào đấy ạ? Lúc bây giờ là trên đường đi về quê ngoại hay là đi về đâu đó, tức là trên cái đường đi nó rất dài. Và là đi tàu? Và nửa ngày là đi xe, còn đi tàu khoảng một ngày một đêm. Thì em nhớ là có những lần trước là đã ngủ ở ga tàu một đêm, và sáng sau lại đi tiếp. Thì cái lần đấy đúng vào lúc tàu đỗ thì xuống ga, thì trong đó là ba mẹ con xuống để ăn tối. Mẹ, anh và bế một em nữa. Vâng. Và lúc anh độ bao nhiêu tuổi? Lúc bây giờ em mang áng áng thôi, tầm khoảng 4 tuổi. Và trí nhớ anh tốt cho nên anh vẫn nhớ được. Không. Anh nhớ rằng là mẹ đã gửi anh cho một người nào đó ở cái hàng đó, sau đó thì mẹ định lên tàu để lấy lại cái túi. Sau đó thì anh sợ lạc mẹ cho nên anh chạy theo. Vâng. Rồi sao sao? Rồi sau đó em chạy lên thì lúc bây giờ không có điện như bây giờ. Lúc bây giờ họ chỉ dùng bằng đèn bão thì chỉ lờ mờ thôi. Thế thì em mới chạy lên, không biết là có phải cái tàu đấy hay là cái tàu khác. Thì em chạy thẳng lên thì em bước lên ga tàu, thì cái ga tàu nó, cái cửa tàu như này, nó không bước nổi thì đứng đi khóc thôi. Thế có một người phụ nữ mới nhấc lên, xong mới dỗ, bảo lên đây cô cho ăn bánh. Xong rồi lên vẫn khóc, xong rồi sau dỗ bảo là về nhà cô nuôi. Thế thì trong một lúc là tàu chạy thì chạy về đến ga Bắc Giang, thì họ đưa vào, theo như em nghĩ là vào đưa vào trạm trưởng ở đấy. Thì lúc bây giờ là họ lên loa, nhưng mà không phải là nạc ở ga đấy mà ở ga khác. Thế thì sau đó là em ở đấy khoảng một tháng, cứ áng áng tầm như thế thôi chứ cũng không nhớ được chính xác. Có một ông là quen công an đấy, thì sau đó là mới làm thủ tục xong rồi xin về cho cái người dì, tức là mẹ nuôi em bây giờ. Là nuôi. Anh Sáng cũng có một hoàn cảnh là mẹ nuôi thì bị khiếm thị, và anh ở với cả bà ngoại cộng với lại mẹ nuôi cho đến năm 15 tuổi thì bà mất. Anh bắt đầu một mình nuôi mẹ, đến năm 22 tuổi thì anh lấy vợ. Bây giờ thì anh đã có con trai 18 và con gái 13 rồi, nhưng mà anh thì ở quê thì cũng không có việc, cho nên là anh có sang Angola và lao động cho đến bây giờ. Hoàn cảnh thì rất là hoàn cảnh rồi. Và chúng tôi chẳng có cái cách nào để có thể thông cảm với anh, thể hiện cái lòng thông cảm được bằng cách rằng là chúng tôi sẽ mời đến đây một người. Người đó có thể là người thân của anh, có thể là không. Mà bây giờ chúng ta phải xác minh đã, rồi chúng ta mới biết được. Vâng, anh có nói là anh có một đứa em, mẹ bế một đứa em. Anh có nhớ được là em anh là em gái em trai? Lúc bấy giờ em 4 tuổi nên là nếu mà tuổi thì họ hỏi, họ đoán tuổi cho mình, chứ mình không biết là tuổi mình tầm khoảng bao nhiêu. Họ căn cứ theo lứa tuổi thì là mình đoán là mình ở cái tầm tuổi đấy thôi. Thì lúc giờ 4 tuổi thì cũng chỉ biết là mẹ có em bé bế trên tay thôi, chứ còn thực tế ra để mà chính xác thì cũng... Anh có nhắc đến một cái tên của em, tên là gì? Tên em là Hường. Thế nào nếu là tên là Hường thì phải là con gái. Dạ. Vâng, xin chào anh Hường. Vâng. Chào chị. Dạ. Anh Hường có thất lạc một người anh trai đúng không ạ? Vâng. Câu chuyện thất lạc là như thế nào? Là anh tự giới thiệu về mình đi ạ. Vâng. Em là Phạm Văn Hường, hiện nay sống ở Sương Lâm, Bắc Giang, Lạng Giang. Vâng.
Trước ba mẹ em đi công nhân và gặp nhau ở Quảng Ninh và cưới nhau ở đấy, sinh được hai anh em. Anh tên là Hùng hay còn gọi là Hồng, và em tên là Hưởng, mẹ đặt tên con gái. Và sau năm 79 đánh tàu, thì em khoảng được 1-2 tuổi gì đấy. Và hai anh em đi từ ở Quảng Ninh về đến về Phố Tráng, thì đi đến ga kép thì tàu đỗ, và em khóc, em bảo anh ở lại trông cái vali và xuống mua bánh cho em. Và thì lên thì tàu lúc đấy cũng chạy rồi, và mà cũng lên mà thấy cũng có ai dắt đi rồi. Và dạ, khi đó thì anh mới chỉ có 2 tuổi thôi. Và có một chi tiết anh chưa nói, tức là vì làm ba bố của các anh thì là người Hoa đúng không? Cho nên đến năm 79 thì ông cũng về rồi, còn để lại có mẹ bế hai đứa con nhỏ thôi. Và nói lại cái buổi tối hôm đó khi mà thất lạc đó ở ga kép đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà lúc ấy anh mới có 1-2 tuổi thì làm sao anh nhớ được như thế nhỉ? Đấy, ai kể lại anh nghe? Lúc em lớn khoảng độ 4-5 tuổi đấy, là em ở nhà là có hai cặp lồng. Cặp lồng mẹ em bảo là đây cặp lồng đựng cơm để hai anh em đi nhà trẻ. Và một cái tên ghi tên là anh Hùng và một cái ghi tên là em ở Hưởng. Và lúc ấy anh mới biết mình có một người anh. Và mẹ hay kể lại chuyện đấy đúng không nào? Bà tên là gì ạ? Bà đi công nhân gọi là Phạm Thị Thái, còn về nhà ngoại gọi là Phạm Thị Cảnh. Vâng. Khi thất lạc ấy thì anh Hùng mới có 5 tuổi thôi. Anh có nhớ ở bên quê ngoại của mình không? Anh có nhớ cậu gì không? Em không nhớ. Mà em chỉ mỗi lần về thì em nhớ là nhà bà ngoại có nuôi ngan thì phải. Có cậu là cậu thích. Mợ là mợ Hội. Vợ của cậu là mợ Hội. Em không nhớ. Mợ Hội có nhớ gì không ạ? Mợ Hội hồi đấy hay đưa anh Hùng đi đâu nào? Đấy, cháu có nhớ bà ngoại cháu đưa cháu qua cánh đồng sang bên nhà bác Hoạt không? Có đi với cùng bà ngoại, bà dắt cháu đi chứ không, lúc đấy cháu cũng to lắm. Nếu đúng phải là cháu Hùng thì lúc ấy cháu to mập. Trắng trẻo. Trắng. Nói hơi ngọng. Nói thì nói ngọng. Cháu có nhớ là cái chuyến mà cháu đi theo cậu Vận lên đồi giữ bò không? Cách đấy cũng rất xa, cách độ khoảng 2-3 cây số, 2 cây số. Dạ. Cháu có nhớ không? Cháu về đằng ngoại thì cháu chỉ về ít ngày nên là cháu thường là ở nhầm, trên khu tập thể. Ít ngày nên cháu không nhớ. Cháu nhớ cái ngày ở với mẹ thì những cái kỷ niệm về thời mẫu giáo. Lúc bây giờ thì cháu còn nhớ một ít thôi. Anh có nhớ cái cặp lồng không? Có khắc tên á? Mẹ có ghi tên hai anh em. Cái cặp lồng rồi. Không nhớ. Bây giờ anh thử nhìn lại về quê ngoại một chút nhé. Dạ, đây là cái nơi mà bà vẫn đưa qua đi học đúng không ạ? Trường của anh thì là ở trên... Trên đồi thông. Trên đồi thông, vâng. Đi qua... Không còn đồi thông. Bây giờ mọi thứ thì thay đổi nhiều lắm rồi. Thay đổi nhiều. Dạ, thay đổi rất là nhiều rồi, nhưng mà... Khi mà anh về nước ạ, thì chúng tôi có liên hệ với anh và anh có bảo là nếu phải là mẹ anh thật, thì tại sao mẹ anh không đi tìm anh? Đúng không? Khi anh hỏi thế thì chúng tôi chỉ biết điếng người thôi, chúng tôi chả biết trả lời anh như thế nào không, cả. Mẹ có đi tìm ạ? Dạ, bởi vì là sao? Chúng tôi khẳng định là mẹ anh đã đi tìm anh hết sức của bà rồi, hết sức của bà rồi. Vâng, để anh Hường hãy kể, anh Hường kể về mẹ cho anh Sáng nghe đi. Vâng, mẹ em đi tìm nhiều lần và đi theo cả người ta giới thiệu xuống cả Yên Dũng và đi tìm nhiều lần, và khoảng độ năm 90-91 gì đấy có nhờ cậu đi lên đài truyền hình Tiếng Nói Việt Nam để thông báo tìm người. Và đến năm khoảng độ năm 97 thì mẹ nhớ anh nên đột quỵ xong
lúc vẫn còn tỉnh táo là mẹ có viết chữ xuống tấm ván vào chung gạo là hãy đi tìm anh Hùng, mấy cả lúc nào mẹ chết thì đưa mẹ vào chùa Hàm Long, xong mẹ tự tử, xong các con nhà cậu phát hiện ra là mẹ uống thuốc sâu. Đấy, mẹ anh bây giờ chỉ còn biểu cảm được bằng mắt thôi đấy. Làm. Cháu mập mà bây giờ không thích đây. Còn nhớ còn thích không? 35 là cháu. Mới còn nhỏ. Cháu hay nó nặng. Nhớ. Thấy là hợp không? Lúc đấy có phải cháu ra trong mắt rồi. Nhớ cháu quá. Bao nhiêu năm cháu không nhớ về mãi à? Tổng đài, nhưng mà không có tin tức mẹ của cháu. Cậu thế là đến mất rồi, thế là chỉ còn mẹ cháu không nhớ gì về mẹ à? Cháu không. Cháu có nhớ lúc đi xuống ga tàu. Như chị hề của cuộc chia ly, tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chị hề của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để Như chị hề của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng, mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.